Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 61. Tôi chỉ tin tưởng một câu A-di-đà Phật. Tôi từ nhỏ tạo nghiệp rất nặng, sát sinh. Lúc trẻ rất ưa thích đi săn bắn, cho nên sát nghiệp rất nặng. Hơn nữa, làm người rất nghịch ngợm, rất ưa thích chọc ghẹo làm khổ người. Khi đùa giỡn với người, làm cho người không thể chịu nổi, thì tôi mới cảm thấy hài lòng. Đó là cách làm người của tôi ngày trước. Các vị, mọi người xem qua Liễu Phàm Tứ Huấn thì biết được, viên Liễu Phàm trước khi chưa học Phật, kiểu dáng đó tôi cũng gần giống như ông ấy. Sau khi học Phật rồi, biết được chính mình tạo tác một thân tội nghiệp, mới chân thật sám hối. Tôi vào ngày trước, những người xem tướng đoán mạng đều xem tôi đoán mạng, chỉ sống được 45 tuổi. Tôi chính mình nghĩ lại đúng vậy, cũng chỉ sống được như thế thôi, không thể nào vượt quá 45 tuổi. Vì sao vậy? Không có đức, cả thân tội nghiệp. Tôi chăm chỉ nỗ lực tu học. Vì sao vậy? Vì tuổi thọ ngắn, tôi đem thời gian biểu tu hành của chính mình định ở tuổi 45. Tôi rất ít bị bệnh. Năm 45 tuổi, tôi bị một trận bệnh, bệnh hết một tháng. Vào năm đó, đúng lúc tôi giảng kinh Lăng Nghiêm ở chùa Thập Phương Đại Giác, Cơ Long, Đài Loan. Lão Hòa Thượng Linh Nguyên ở bên đó cử hành lễ an cư kiết hạ, tìm tôi đến để giảng kinh. Kinh Lăng Nghiêm rất dài, đến 10 nguyễn. Tôi chỉ giảng được 3 nguyễn thì bị một trận bệnh rất nặng. Trong lòng liền nghĩ, thời gian đã đến rồi, cho nên cũng không cần đi bác sĩ, cũng không cần uống thuốc, đóng cửa lại, cố gắng mà niệm Phật cầu vãng sanh. Niệm qua hết một tháng, bệnh liền được khỏi, mãi đến bây giờ cũng không có bệnh. Tôi tuyệt nhiên không có cầu tuổi thọ được kéo dài. Tuổi thọ này của tôi là do niệm Phật, cũng do Hoằng Dương Phật Pháp mà có được. Niệm Phật, Hoằng Pháp lợi sinh, cái công đức này vô cùng to lớn. Tôi biết được tội nghiệp ngày trước của tôi đã tiêu được rất nhiều. Nếu như không được tiêu hết, thì nhất định có bệnh khổ. Quả báo của sát nghiệp là bệnh khổ, đoạn mạng. Các vị đọc kinh Địa Tạng, trên kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng. Cho nên tiêu trừ nghiệp chướng, kéo dài tuổi thọ, khỏe mạnh sống lâu, không có thứ nào tốt hơn so với niệm Phật. Bạn uống bất cứ thứ thuốc bổ dưỡng nào cũng đều uổng phí, đều không hữu dụng. Cho nên tôi không uống thuốc bổ. Người ta đem thuốc bổ cho tôi
tôi đều mang đem cho người khác hết. Tôi không tin tưởng cái thứ này. Tôi chỉ tin tưởng một câu: A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.